Cách kiểm tra thực phẩm chức năng hàng ngoại là nhái hay thật? 1. Kiểm tra bao bì, nhãn mác. Bao bì hàng thật thường được làm từ chất liệu tốt, in ấn sắc nét, không có lỗi chính tả, màu sắc tươi sáng, không bị mờ nhạt. Nhãn mác phải đầy đủ thông tin về sản phẩm, thành phần, công dụng, hướng dẫn sử dụng, ngày sản xuất, hạn sử dụng, xuất xứ rõ ràng. O chú ý đến tem chống hàng giả của nhà sản xuất hoặc tem nhập khẩu của Bộ Y tế. 2. Kiểm tra mã vạch. Sử dụng ứng dụng đọc mã vạch trên điện thoại để quét mã vạch trên sản phẩm. So sánh thông tin hiển thị trên ứng dụng với thông tin trên bao bì sản phẩm. Nếu không trùng khớp, có thể là hàng giả. Lưu ý mỗi quốc gia có mã vạch riêng, bạn cần kiểm tra xem mã vạch có đúng với quốc gia sản xuất hay không. 3. Kiểm tra thông tin trên website chính thức của nhà sản xuất. Truy cập website chính thức của nhà sản xuất để kiểm tra xem sản phẩm có được liệt kê hay không. So sánh hình ảnh, thông tin sản phẩm trên website với sản phẩm bạn đang có. 4. Kiểm tra giá cả. So sánh giá của sản phẩm với giá niêm yết của nhà sản xuất hoặc giá bán tại các cửa hàng uy tín. Nếu giá quá rẻ so với giá thị trường, hãy cẩn thận vì đó có thể là hàng giả. 5. Mua hàng tại các địa chỉ uy tín. Mua hàng tại các nhà thuốc, cửa hàng, siêu thị lớn, uy tín, có giấy phép kinh doanh. Tránh mua hàng sách tay, hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ. 6. Kiểm tra cảm quan sản phẩm. Quan sát kỹ hình dáng, màu sắc, mùi vị của sản phẩm. Nếu có dấu hiệu bất thường như đổi màu, biến dạng, có mùi lạ thì không nên sử dụng. 7. Yêu cầu xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Khi mua hàng, bạn có quyền yêu cầu người bán xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm như hóa đơn, chứng từ nhập khẩu. 8. Báo cáo cơ quan chức năng. Nếu nghi ngờ mua phải hàng giả, hãy báo cáo ngay cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ xử lý.